Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn cùng đến với Đấu Trường Phái Sinh. Và trong series các video dành cho các bạn mới tham gia thị trường, mới đầu tư chứng khoán, thì mình muốn dành video đầu tiên ngày hôm nay để chia sẻ và giới thiệu với các bạn 6 đầu sách về đầu tư chứng khoán mà mình tin rằng là nó sẽ mang lại những hiệu quả tích cực cho các bạn. Bởi vì bản thân mình đã đọc, đã vận dụng những kiến thức này và mình thấy nó cực kỳ là hiệu quả trong quá trình đầu tư, và nó đảm bảo cái tỷ suất lợi nhuận khá là cao cho bản thân mình trong quá trình giao dịch. Chính vì vậy mà mình hy vọng rằng những kinh nghiệm, những chia sẻ này nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn. Và trước khi chúng ta đi sâu vào một chút các đầu sách này thì mình muốn chia sẻ với các bạn là đối với những cái bạn mà mới, các bạn đang có ý định đầu tư vào thị trường chứng khoán, các bạn muốn giao dịch chứng khoán, thì việc đầu tiên trước khi các bạn mở một cái tài khoản và giao dịch thì các bạn nên đọc những đầu sách này. Còn đối với các bạn đã đang giao dịch rồi và các bạn giao dịch lợi nhuận chưa cao, hoặc là thậm chí là các bạn đang là bị thua lỗ khá là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta chưa biết điểm mua điểm bán như thế nào cả, thì các bạn nên và các bạn phải quay lại các bạn đọc những cái đầu sách này. Và tất nhiên là trong quá trình chúng ta đầu tư lâu dài thì cái việc đọc lại những quyển sách này, chỗ nào chúng ta cần thêm thông tin, chỗ nào chúng ta cần hiểu kỹ hơn về thị trường thì ta hoàn toàn chúng ta có thể đọc lại, đọc đi đọc lại rất là nhiều. Như bản thân mình là gì ạ? Cái bộ sách này là bộ sách thứ hai rồi, còn bộ thứ nhất mình đã đọc rất là nhiều, thậm chí là nó nát bét hết rồi, không còn gọi là có thể cầm trên tay mà đọc được nữa, nên là mình buộc phải mua lại cái bộ thứ hai, bộ mới, để mình thứ nhất là cho quay cho cái video ngày hôm nay, và thứ hai là mình có thể đọc nó được dễ dàng hơn. Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây mình có 6 cái đầu sách cơ bản. Tại vì cái nội dung kiến thức được chia sẻ trong những quyển sách này nó khá là nhiều, khá là dài, và mình không thể nào mà trong một cái video mình chia sẻ hết với các bạn được. Chính vì vậy mà mình sẽ lựa chọn cách thức là gì ạ? Mình tổng hợp lại những cái nội dung được chia sẻ cơ bản ở trong cái quyển sách này và mình giới thiệu chung cho các bạn. Sau đấy mình sẽ đi quay một cách kỹ hơn cái tiêu đề của từng quyển sách này. Sau đấy các bạn, thứ nhất là mình không có PR và mình không bán sách, nên là các bạn cứ thoải mái, các bạn lên trên mạng, các bạn đặt những đầu sách này về và các bạn đọc, thấy chưa ạ? Thì nội dung cơ bản của cái 6 quyển sách này nó sẽ giới thiệu và chia sẻ, cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức về thị trường, những cái hiểu biết về thị trường chứng khoán, những cái yếu tố tác động đến cái sự vận động của thị trường. Ngoài ra, có một việc mà mình nghĩ rằng rất nhiều bạn sẽ quan tâm và để ý là gì ạ? Thứ nhất, quản trị rủi ro. Thứ hai là khi nào chúng ta nên chốt lời, khi nào chúng ta nên cắt lỗ. Thứ ba là chúng ta tìm điểm mua và tìm điểm bán như thế nào. Thứ tư là cái việc quản trị tâm lý nhà đầu tư của chúng ta ra làm sao trước những cái biến động của thị trường. Thứ năm là ở đây nó cũng chia sẻ cách chúng ta lựa chọn cổ phiếu như thế nào, khi nào chúng ta có thể tìm ra được cái cổ phiếu gì ạ? Cổ phiếu siêu hạng, đúng không ạ? Việc lựa chọn cổ phiếu dựa vào những yếu tố nào, phân tích như thế nào để chúng ta có thể có được một cái cổ phiếu dẫn đầu, một cái siêu cổ phiếu đảm bảo mang lại chúng ta những lợi nhuận trong quá trình đầu tư. Thì ngoài ra thì nó còn khá là nhiều các nội dung khác mà mình hy vọng rằng các bạn sẽ đặt những quyển sách này về và các bạn sẽ đọc thêm. Sau đấy nếu mà có thời gian thì các bạn có thể quay trở lại cái video này, các bạn chia sẻ, bình luận vào đây chia sẻ cho các bạn khác để các bạn ấy có thể gì ạ? Cũng thấy nó hay, nó hữu ích để các bạn tìm đọc. Thì thứ nhất là mình muốn chia sẻ với các bạn cái cuốn đầu tiên là cuốn Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Các bạn có thể nhìn kỹ cái bìa sách này để các bạn khi mà các bạn gõ, thật ra là các bạn chỉ cần vào Tiki là các bạn có thể tìm được khá là nhiều rồi, đúng không ạ? Thì nội dung cơ bản thì mình đã nói qua với các bạn rồi, mình không có đi sâu vào nữa, nhưng mà ở đây các bạn có thể nhìn qua cái phần mục lục này. Đó. Nó có những cái nội dung về gì ạ? Tuân thủ kế hoạch đầu tư này, rồi là trước tiên hãy nghĩ đến rủi ro, rồi chúng ta quản trị rủi ro như thế nào, hiểu rõ năng lực giao dịch của chính chúng ta, lãi kép số tiền chứ đừng bao giờ lãi kép sai lầm. Đây là một thứ mà mình nghĩ rằng các bạn cực kỳ là cần phải quan tâm đến, hoặc chứ chúng ta gì cứ sai lầm nối tiếp sai lầm đến nỗi mà gì tài khoản chúng ta bị cháy, không còn một cái đồng tiền nào nữa cả. Nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào, rồi xác định quy mô vị thế này gì ạ, khi nào nên bán và chốt lợi nhuận. Đó, ở đây thì có những cái nội dung mà như là mình đã chia sẻ lúc đầu á. Thứ hai là cái cuốn mà mình muốn chia sẻ tiếp cho các bạn là cuốn Làm giàu từ chứng khoán. Thật ra cái bản tiếng Việt của nó là khá là dày, các bạn nhìn thấy nó dày không ạ?
chứ thật ra cái bản tiếng Anh của nó thì nó mỏng như này thôi. Cái bản tiếng Anh của nó thì nó chỉ mỏng như này thôi. Mình có cái sở thích là mình thích đọc cả hai cái phiên bản tiếng Anh, cái bản gốc và cái bản dịch, để mình không có bỏ sót một cái nội dung kiến thức nào và mình cứ hiểu sát hơn cái vấn đề. Tuy nhiên thì chúng ta không cần phải lo lắng, bởi vì mình thấy các bản dịch nó rất là tốt rồi. Đó, ví dụ như cuốn này thì mình thấy thích nhất là gì ạ? Người ta có giới thiệu cho các bạn rất là nhiều các mẫu hình, cũng như là rất nhiều các cổ phiếu dẫn đầu mà nó từng mang lại lợi nhuận rất là cao cho các nhà đầu tư ở trên thế giới. Ở đây người ta phân tích kỹ điểm mua khi nào, điểm bán ra làm sao, lý do phải mua ở đấy, đúng không ạ? Lý do vì sao không nên mua ở một điểm nào đó, đó. Có rất nhiều các biểu đồ ở đây. Đây là cái điểm mà mình thích nhất. Còn về sau tất nhiên là nó có khá là nhiều cái nội dung khác trong cái quyển sách này. Người ta phân tích rất là kỹ các điểm vào điểm ra rồi. Nói chung là nội dung của nó rất là đa dạng. Các bạn có nhìn thấy ở trên đây cái phần nội dung mục lục này, được chưa ạ? Mình không có thời gian để mà mình có thể chia sẻ hết được những cái này, nhưng mà cơ bản thì nội dung chính thì nó giống như cái mà mình đã nói từ lúc đầu. Ở đây ta còn có cuốn là hướng dẫn thực hành Can Slim cho người mới bắt đầu, thì các bạn có thể nhìn kỹ tiêu đề ra này các bạn mua nhé. Nội dung cơ bản thì cũng là gì, hệ thống đầu tư Can Slim này, rồi là tín hiệu mua, tín hiệu bán, là những thói quen đơn giản để tìm kiếm các siêu cổ phiếu này. Rồi đừng đầu tư một cách mù quáng, sử dụng hoặc là chúng ta sử dụng đồ thị để tìm thời điểm mua bán tốt nhất như thế nào, được chưa? Tiếp theo mà một quyển sách mà mình nghĩ rằng nếu mà các bạn đã xác định đầu tư vào thị trường chứng khoán thì các bạn sẽ nghe người ta nói đến rất là nhiều, đó gì ạ? Giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Đó, một quyển sách cực kỳ là hay. Nội dung của nó thì thôi, các bạn khi nào các đặt sách, đọc sách, đặt sách về rồi các bạn đọc thì các bạn sẽ biết, được chưa ạ? Nào là điều gì bạn cần biết trước tiên này, chiến lược giao dịch, phân tích điểm mua cụ thể, giá trị là một cái bẫy này, rồi là giao dịch theo xu hướng, phân loại các nhóm cổ phiếu, nhóm ngành thường dẫn đầu thị trường này, tập trung vào cái yếu tố cơ bản, đánh giá chất lượng lợi nhuận, rồi cổ phiếu dẫn dắt, quản trị rủi ro, đúng không ạ? Khá là nhiều nội dung đó, các bạn có thể nhìn kỹ tiêu đề ở đây. Tiếp theo là quyển bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Tiện thể cái đọc cái tiêu đề của cái quyển sách này thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn là ở trong cái quá trình ta giao dịch ấy, thì mình có thật ra là mình thấy là có nhiều người sẽ theo cái xu hướng đầu tư giá trị, người thì đầu tư theo đà tăng trưởng, người thì lướt sóng, đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản đối với những nhà đầu tư mới, đặc biệt là đầu tư cá nhân, các bạn mới tham gia về thị trường, thì cái việc quản trị cái tâm lý đầu tư của các bạn nó chưa thực sự tốt. Và việc mà các bạn hay ra vào thị trường mua vào rồi bán ra, rồi cứ thấy những biến động nho nhỏ là các bạn đã phải bán hoặc đã phải mua rồi, thì thường thường ấy, nếu như chúng ta lựa chọn đầu tư theo hướng là gì ạ, đầu tư giá trị, thì tất nhiên là đó tùy lựa chọn của mỗi người, nhưng mà bản thân mình thấy là đối với các bạn mới đầu tư ấy, mới tham gia thị trường ấy, thì thường thường là chúng ta sẽ theo khuynh hướng là gì ạ, chúng ta đầu tư lướt sóng hoặc là đầu tư theo đà tăng trưởng là cái tốt nhất. Bởi vì sao ạ? Nếu mà chúng ta có cái vốn ít mà chúng ta muốn có thấy được cái lợi nhuận thì tất nhiên là chúng ta nên theo đà tăng trưởng lướt sóng để chúng ta có tiền, đúng không ạ? Chúng ta thấy là hôm nay mình đầu tư bằng này, một thời gian sau nó tăng lên mình bán, mình thấy có lợi nhuận như thế này chẳng hạn. Còn về đầu tư giá trị thì thường thường là mình thấy là dành cho các bạn mà có các bạn có nhiều tiền chẳng hạn, có nhiều vốn, và cũng không hẳn là phải có nhiều vốn, nhưng mà các bạn không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường. Và các bạn cứ mua xong để đấy, xong một vài năm sau các bạn xem là nó thị trường nó biến động như thế nào, thậm chí là chục năm sau mới bán, đúng không ạ? Nhưng mà mình tin rằng đối với các bạn mới tham gia thị trường ấy, thì thường thường là chúng ta không có kiên nhẫn để làm để tuân thủ theo cái nguyên tắc đầu tư giá trị đâu. Và cũng có một điều nữa là gì ạ? Đầu tư giá trị các bạn có thể theo dõi các cổ phiếu nhé, có khi đến mấy năm nó cũng chẳng tăng được mấy, đúng không nhỉ? Cho nên là nếu như chúng ta có cái vốn ít và chúng ta muốn đầu tư để nó sinh lợi nhuận tốt hơn, thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên theo cái xu hướng là gì ạ? Đầu tư theo đà tăng trưởng, có thể là đầu tư rồi là đầu tư lướt sóng chẳng hạn, để chúng ta có được cái lợi nhuận. Thì đó là cái chia sẻ của cá nhân mình. Còn việc các bạn lựa chọn theo cái xu hướng nào thì đó là tùy mỗi cá nhân, được chưa ạ? Nhưng mà cơ bản là những cái đầu sách ở đây mình giới thiệu với các bạn thì về cơ bản nó sẽ là chủ yếu là tập trung vào đầu tư theo đà tăng trưởng. Và mình cũng có thể vận dụng những cái này vào quá trình đầu tư lướt sóng, hoàn toàn có thể, rất là tốt, rất là ok. Tất nhiên là tất cả cái đầu sách về chứng khoán thì nó cũng phải có liên hệ với nhau, nó có bổ trợ cho nhau, đúng không ạ? Những cái đầu sách này nó cũng hoàn toàn có những kiến thức mà mình vận dụng vào trong cái quá trình đầu tư giá trị.
và những cái đầu sách mà trong quá trình đầu tư giá trị thì nó vẫn có thể vận dụng vào trong quá trình đầu tư theo đà tăng trưởng. Tuy vậy thì cái nội dung cơ bản trong những đầu sách này nó phục vụ rất tốt cho cái việc mà chúng ta đầu tư theo đà tăng trưởng. Thì ở đây các bạn có thể nhìn qua nội dung của cái cuốn Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng này nhé. Có lựa chọn cổ phiếu này, xác định quy mô, vị thế giao dịch này, phân tích kỹ thuật, rồi phân tích cơ bản này. Rồi thị trường chung này, tiêu chí mua, quản trị rủi ro, quản trị giao dịch, kiểm soát tâm lý. Đó, như mình có chia sẻ với các bạn là cơ bản những cái nội dung của những cái quyển sách này nó cũng khá là tương tự nhau. Nhưng mà khi mà các bạn đọc, các bạn sẽ nhìn thấy là mỗi một cái quyển sách nó đều có một cái điểm hay riêng của nó, và nó mang lại chúng ta một cái diện, một cái trải nghiệm nó sẽ khác với những quyển sách khác. Như vậy là trong quá trình chúng ta đọc, chúng ta tổng hợp kiến thức thì chúng ta thấy là từ nhiều nguồn khác nhau nó mang lại chúng ta cái trải nghiệm khác nhau, và chúng ta hiểu rõ hơn về cái khía cạnh khác nhau của thị trường. Từ đó nó đảm bảo ta có một cái kiến thức nền rất là tốt, phục vụ cực kỳ là tốt trong quá trình đầu tư. Và mình tin chắc rằng nếu như các bạn đọc những đầu sách này rồi và các bạn có kỷ luật, các bạn tuân thủ theo những cái kiến thức mà được chia sẻ ở trong này, các bạn học, các bạn vận dụng vào thực tế, rồi từ thực tế các bạn quay lại, các bạn lại đọc lại những quyển sách này, rồi các bạn lại vận dụng ngược lại vào quá trình đầu tư của các bạn, rồi từ quá trình đầu tư của bạn, các bạn thấy thiếu cái gì, các bạn cần bổ sung kiến thức gì, các bạn cần tìm hiểu cái gì, các bạn lại quay lại những cái đầu sách này. Thì các bạn cứ làm như vậy, cái quá trình hai chiều như vậy thì các bạn sẽ cảm nhận được là cái sự thay đổi trong tư duy đầu tư của các bạn. Và các bạn sẽ nhận thấy cái sự thay đổi gì ạ? Trong cái đường biểu đồ về lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Nó sẽ tăng lên, và như vậy là một niềm vui cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Còn một cái quyển cuối cùng ở đây là có 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường. Thực ra là nó khái quát, khá là ngắn gọn các nội dung ở trong các cuốn sách còn lại. Về cơ bản là như vậy, thì các bạn có thể tìm đọc. Và để đặt những quyển sách này thì như mình có nói là các bạn khá là dễ để tìm được những quyển sách này, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần lên Tiki chẳng hạn, chúng ta gõ tên của các đầu sách này ra và chúng ta hoàn toàn có thể mua được nó. Về giá thì nó cũng không phải là cao lắm, với những cuốn này là 299 này, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ giảm giá. Cuốn này là 348 này. Cuốn này là bao tiền đấy ạ? 99.000 thôi, rẻ lắm. Quyển này là 250, thì như là mình chưa nói qua quyển này. Quyển này là hướng dẫn thực hành Cao Slim. Nội dung của nó thì cũng cơ bản giống như là mình nói thôi, được chưa ạ? Tiếp theo là đầu sách này thì nó có giá là 348. Và quyển cuối cùng dày nhất thì mình có nói với các bạn đấy, xem là quyển này nó có giá bao nhiêu tiền. Em 450.000. Như vậy là cộng vào thì gần như là gì ạ? 400 này, 3 này, 700, rồi 1 triệu, nó tầm khoảng 2 triệu đổ lại thôi. 1 triệu rưỡi thôi, không quá là đắt đâu. Tại vì sao ạ? Nếu mà so với việc chúng ta bị thua lỗ trên thị trường mà mất đi hàng chục triệu chẳng hạn, thì việc đầu tư 1 triệu rưỡi để mua những quyển sách này đọc và đảm bảo người ta có lợi nhuận thì chẳng tội gì người ta không làm, đúng không nhỉ? Và mình lập cái kênh này với mục đích là gì ạ? Chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm, những trải nghiệm của bản thân. Và mình cũng thực sự là không hẳn là mình kiểm nghiệm nó một cách chính xác rồi, nhưng bản thân mình đã trải qua cái quá trình đầu tư và bản thân mình đã có thua lỗ rất là nhiều, và phải nhờ những cái đầu sách như thế này cộng với việc là gì ạ, mình kiên trì, mình theo dõi thị trường thì mình mới có được một cái lợi nhuận nó đều đặn cho bản thân mình được. Chính vì vậy mà mình hy vọng rằng các bạn cũng sẽ mua ngay cho mình những đầu sách này và trân trọng nó, các bạn đọc nó, các bạn vận dụng vào quá trình đầu tư, rồi từ quá trình đầu tư các bạn cần thêm thông tin gì các bạn lại quay ngược lại, cứ như vậy thực hiện cái quá trình hai chiều như thế, thì mình tin chắc rằng cái quá trình đầu tư của các bạn sẽ thành công mà thôi. Cho nên là đây là cái video đầu tiên trong cái series mà mình muốn dành cho các bạn đầu tư, mới đầu tư chứng khoán, mới tham gia vào thị trường, và mình phải giới thiệu ngay với các bạn những cái đầu sách này. Bởi vì sao? Mình thấy rất nhiều bạn là gì ạ, xem một vài video rồi bắt đầu đọc một quyển sách gì đấy chẳng hạn, lao luôn vào đầu tư, bỏ hết tiền của vào đấy. Tiền của công sức mình bỏ ra rất là vất vả, đúng không ạ? Xong về sau là gì? Chúng ta thua lỗ hết, mất hết sạch, không còn một cái gì cả. Thế sao chúng ta có thể có lợi nhuận, chúng ta có thể đầu tư một cách bền vững, thế tại sao chúng ta lại không làm? Và để làm được điều đó thì đơn giản là gì? Chúng ta bắt đầu từ việc đọc những quyển sách này, sau đấy chúng ta cùng với việc là quan sát thêm thị trường, đừng có vội vàng, chúng ta phải kiên nhẫn. Rồi quan sát thêm, rồi chúng ta nhận định thêm, chúng ta quay trở lại đọc thêm sách vở, cứ như vậy mình tin chắc rằng là chúng ta sẽ đầu tư thành công. Còn tất nhiên là không có gì dễ dàng cả, đúng không ạ? Việc chúng ta thất bại nó cũng là chuyện bình thường.
Nhưng quan trọng là chúng ta phải xác định được cái thất bại đó và chúng ta đứng lên, chúng ta làm lại. Không có một cái gì, không có một cái ai mà gì làm cái gì cũng thành công cả, cũng hoàn hảo cả. Tất nhiên là chúng ta phải có những cái sai sót. Cái quan trọng nhất là gì ạ? Chúng ta hạn chế nó đi và chúng ta cố gắng là gì ạ? Phát huy những cái điểm mà chúng ta cảm thấy là nó tốt, nó có giá trị, mang lại lợi nhuận cho chúng ta. Thì như vậy là mình sẽ quay lại cho các bạn xem lại 6 cái đầu sách mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay và mình cảm thấy thực sự nó có giá trị cho các bạn. Đây chúng ta có cuốn đầu tiên này, cuốn thứ hai này, cuốn thứ ba này, cuốn thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Như mình đã nói là mình không có thời gian để review hết kỹ từng quyển sách này. Tuy vậy nếu như các bạn muốn, ví dụ mình review một cái quyển sách nào đấy kỹ hơn thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới cho mình. Như vậy là video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây và mình hy vọng rằng các bạn sẽ gì ạ? Lên trên mạng và đặt ngay những cái đầu sách này về để các bạn đọc. Bởi vì nó thực sự sẽ mang lại những thay đổi rất là lớn cho các bạn về mặt tư duy, cũng như là mang lại cho các bạn kiến thức cực kỳ là tốt trong quá trình giao dịch. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Và đừng quên, nếu như các bạn có vấn đề gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Mình sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, những cái kiến thức mà mình biết được cùng với các bạn. Còn tất nhiên là những thứ mà mình không biết được, mình không hiểu được thì mình cũng không thể nào mà giải đáp giúp cho các bạn được. Thì trong khuôn khổ kiến thức của bản thân thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và mình cũng mong muốn xây dựng một cộng đồng đầu tư là gì, chúng ta có lợi nhuận và chúng ta không để mất những cái đồng tiền mà thực sự chúng ta rất là vất vả chúng ta mới kiếm ra. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.